Nhã Kỳ xin chào tất cả các bạn. Thì mình sẽ chúc các bạn có một buổi sáng tốt lành. Các bạn có biết Sen Đá không? Ở Đà Lạt có một quán cà phê có rất nhiều chủng loại sen đá. Và đặc biệt hơn, hôm nay mình sẽ nói về một quán cà phê ở Đà Lạt. Đó là quán cà phê Sen Đá. Hãy cùng Nhã Kỳ khám phá cà phê Sen Đá đặc biệt này nha. Đến Đà Lạt, các bạn đang cần một chỗ nghỉ chân với không gian yên tĩnh, thoải mái thì hãy ghé Vườn Sen nhé. Vừa thoải mái là được thưởng thức các món ngon, lại còn tha hồ ngắm sen đá các loại. Nhân viên lại còn thân thiện nữa. Khi đặt chân đến nơi đây, bạn không khỏi ngạc nhiên với hơn 100 loại sen đá được bày trí rất đẹp mắt. Quán cà phê Sen Đá là một điểm du lịch được kết hợp với tiệm cà phê. Vườn Sen thu hút nhiều bạn trẻ bởi các góc check-in ngập tràn toàn là sen đá. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 15 phút để di chuyển. Nơi đây là một địa điểm lý tưởng cho các tín đồ thích sen đá, những bạn trẻ đam mê chụp hình. Địa chỉ là ở số 92 đường Cao Bá Quát, phường 7, thành phố Đà Lạt. Thì giờ mở cửa ở đây là 7:30 đến 22:30. Khoảng thời gian thích hợp để check-in là từ 9:00 đến 11:00. Bạn có thể tận dụng ánh sáng chiếu rọi ở mặt bàn, khung cửa để có thể có một khung hình sống ảo đẹp mắt. Tại đây có hàng trăm loại xương rồng và sen đá đầy đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau. Trong khuôn viên, các loại sen đá được trồng thành luống để du khách dễ tham quan và chụp ảnh. Hai loại sen đá được trồng phổ biến là sen cành, loại sen rã nhánh, vuông cao và loại sen đài có cánh xòe. Sen đá là loại thực vật mọng nước, có 60 họ khác nhau với hơn 300 loài. Tại đây, ngoài việc tham quan, chụp ảnh, bạn có thể lựa và mua sen đá về nhà. Bên cạnh đó, việc bài trí và tận dụng những vật dụng đơn giản tạo thành hàng rào, nhà gỗ, bức tượng, xích đu. Khu vườn là niềm tâm huyết và xuất phát từ đam mê sen đá và xương rồng của chủ nhân, với mong muốn là sân chơi dành cho những tín đồ yêu sen đá, cùng thưởng thức và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc. Khu vực trồng được thiết kế rất tinh tế và độc đáo, và đây cũng là khu vườn có 102 ở Đà Lạt. Bên trong khu vườn được bài trí theo phong cách Tây Âu, chính điều đó càng làm du khách ấn tượng và thích thú rất là nhiều. Đặc biệt, chủ nhân đã khéo léo sắp xếp tạo thành một bức tường sen độc đáo kết hợp với làn gió thổi dịu nhẹ cùng tiếng chim hót véo von, đã tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ thường. Bức tường sen đá này điểm nhấn mà bạn không thể bỏ qua sau khi đến với cà phê Sen Đá. Những giỏ sen được treo trên giàn rợp bóng mát chào đón du khách đến vườn sen. Nhìn xung quanh, bạn như đang lạc bước một thế giới khác, một thế giới dành cho tín đồ mê sen đá. Bên cạnh đó, nơi đây còn chuẩn bị không gian thưởng lãm quy trình nuôi trồng sen cực kỳ tỉ mỉ. Từng khâu như là chuẩn bị đất, phân bón, chọn lá làm cây giống. Góc trưng bày các loại chậu để trồng sen đá và xương rồng. Bạn ở vườn sen sẽ trưng bày một loại sen đá khác nhau. Bạn có thể vừa thưởng thức trà, vừa ngắm hoa. Tại đây có nhiều thức uống và món ăn vặt đậm chất Đà Lạt. Các loại nước ép trà sữa, sinh tố, trái cây là món nước phổ biến của quán. Giá dao động từ 25.000 đến 45.000 đồng. Hãy nhâm nhi thưởng thức một bình trà hoa giải nhiệt, một tách cà phê nóng đậm chất Tây Nguyên hay một vài thức uống được nhiều du khách lựa chọn như là các món trứng nướng. Và quán còn có các món ăn vặt khác nữa nhé, rất là ngon và đậm chất Đà Lạt luôn. Và sau đây mình sẽ cho các bạn coi thực đơn của quán. Đà Lạt vốn dĩ rất là bình yên và mơ mộng, nhưng nếu bạn đang muốn tìm một khoảng không gian riêng của mình thì bạn đừng bỏ lỡ qua địa điểm du lịch thú vị này nhé. Hãy thử đến quán cà phê Sen Đá, sẽ không hối hận đâu. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nhớ bấm like, share, subscribe và bấm đăng ký để nhận nhiều video mới nhất từ mình nha mọi người.